Xin chào các bạn. Các bạn biết đó, hồi xưa đầu tiên là người ta chế tạo ra cây đàn pinocơ trước. Thì cây pinocơ nó có kích thước và cân nặng khoảng 250 kg, nên nó rất là nặng và nó cũng khá là to. Đó, Hoàng đang nói là cây đứng đó, chứ Hoàng chưa nói tới cây nằm. Thì cây đứng thôi đã là khoảng 250 kg rồi thì nó to. Sau này người ta muốn phát minh ra một cái cây pino làm vận hành bằng điện và nó nhỏ gọn hơn. Thì sau này người ta làm nhỏ gọn hơn, cộng với cái cân nặng của nó chỉ tương đương khoảng độ 50 kg cho đến khoảng 100 kg thôi. Đó. Thế nhưng mà cái nhu cầu vẫn còn nữa, là người ta muốn cho nó nhỏ hơn nữa được không? Thì có một cây 35 kg thôi. Đây, trước mặt Hoàng. Đây chính là cây Roland F140R. R này Hoàng nghĩ là nó có cái chữ R là rhythm, là có cái phần tiết điệu, rhythm ở đây này. Có thể nhìn kỹ hơn rhythm ở đây ha, là Roland F140R. Thì cây này nặng chỉ có 35 kg thôi các bạn, khá là nhẹ ha. Rồi cái bề ngang của nó này là 1,4 m, chưa tới 1,4 m đâu, cao là 8 tấc, còn cái bề dày này là 3 tấc thôi, rất rất là gọn gàng. Hoàng đóng cho các bạn xem này. Đấy, dễ dàng không? Rồi mở lên là đàn. Rồi mình muốn khiêng di chuyển đâu nó rất là dễ, nó có 35 kg thôi, rất là đơn giản các bạn. Bây giờ Hoàng quay mặt trước và mặt sau để cho các bạn xem cái hình dáng của cây đàn so với cái đàn bên cạnh nó như thế nào. Tuy là nhỏ gọn nhưng mà Hoàng vẫn thấy nó rất là thanh nhã. Rồi mình xem cái bộ điều khiển. Đó, cái phần những cái phím điều khiển nó nằm bên tay trái và có một cái màn hình nhỏ để hiển thị số. Đấy. Thế bây giờ Hoàng đậy nắp cho các bạn xem, dùng một tay là được rồi. Đó, dễ chưa? Rồi các bạn xem tương quan giữa nó, cái độ mập á, cái độ dày á, thấy không, cũng ok ha, mỏng ha. Đây, đây là mặt sau. Thì mặt sau các bạn để ý nó có các khe cắm đó. Rồi cái cây này sản xuất năm năm bao nhiêu các bạn nhìn kỹ này. À, số 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 17, các bạn thấy kỹ không? Đó là 2017 và design tại Nhật, made in Malaysia. À, rồi bây giờ Hoàng sẽ giới thiệu sơ sơ qua các nút bấm. Đó, nguyên chĩa vô. Rồi cũng nói sơ cho các bạn luôn về cái giá bán. Cái này đã qua sử dụng rồi ha. Cái này sản xuất cụ thể là năm 2015. Đó, thì bắt đầu từ đó cho đến năm ngoái thì họ mới nâng cấp lên cái dòng là cây F1701. Đó. Thì hồi xưa cái cây này này nó có cái giá khoảng độ 28 triệu. Thì bây giờ đâu có đàn mới đâu, đàn đã qua sử dụng như thế này thì khoảng độ 18 triệu, trên dưới 18 triệu thì nó sẽ có màu trắng hoặc có cây màu đen. Đó, tùy tùy loại, tùy phiên bản, tùy cái lúc mà mình gặp. Thì cây này rất là đẹp này, màu trắng này, cho những cái bạn thích màu trắng đây. Thì giá 18 triệu thì đó, nó sẽ cây này nó sẽ tương đương với phân khúc RP của Roland. RP thì ta có RP, hồi đó nó có RP 302 và RP 501. Thì cây này Hoàng nghĩ nó tương đương với RP 302 hồi đó. Thì bây giờ nó cũng sẽ tương đương, nó cũng lỡ cỡ quá, nó không có tương đương cây nào cụ thể bây giờ hết. Nhưng mà cái tiếng của nó và phím của nó là của cái dòng RP nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết. Thì nút bấm rất là đơn giản. Đây là nút tắt và mở nguồn. Đó. Rồi nút tăng giảm cái âm lượng này. Tiếp theo là cái nút này là nhấn vào sound là để mình nghe nhạc. Mình thử coi. Là mình sẽ cộng lên để mình nghe. Đây Hoàng mở cái bài bài trang 44 coi. Rồi. Rồi muốn cho nó kêu thì bấm đấm bấm cái nút start. Nhấn cái nữa là nó tắt. Rồi mình muốn bài nào khác nữa thì mình cứ coi trong cái list song của nó ha. Hoàng sẽ để trên màn hình cho các bạn xem. Rồi tiếp theo thì ta có cái tính năng là rhythm. Và cân hai cái nút bấm này mà mình bấm đồng thời thì là nút rec là thu. Thì cái này cũng không quan trọng lắm đâu các bạn. Nhưng mà cái rhythm này, rhythm. Rồi bây giờ mình nhấn play. Đó, nó
nó có rhythm. Rồi mình muốn chỉnh cái tốc độ của cái rhythm đó thì mình nhấn vào cái metronome bên này và mình cộng trừ. Ok, nhấn cái. Rồi mình nhấn cái nữa thì nó tắt metronome. Ha. Rồi bây giờ mình trừ đi. Ví dụ Hoàng muốn trừ cho khoảng độ 85, tốc độ 85. Hoàng coi Hoàng đánh lại coi. Đó Hoàng đang sử dụng. Mình bấm hợp âm là nó hiểu luôn nè. Đó nó hiểu luôn. Đó, mình bấm là nó hiểu luôn. Rồi mình thử cái bài nào mà nó có cái rhythm như vậy nha. Thì cây này là có chữ R, họ nghĩ đó đó chính là cái viết tắt của từ rhythm, là cái phần tiết điệu. Đó là cái phần hồi nãy mô tả đó. Rồi mình đi tiếp qua các nút bấm khác ha. Ở chỗ này thì ta thấy cái màn hình hiển thị, đó nó hiển thị số thôi các bạn. Đấy, cộng trừ. Đấy, rồi bây giờ qua tính năng của metronome ha. Metronome thì có người cần và có người không cần, nhưng đa phần họ nghĩ là khá là cần. Rồi tốc độ của nó là mình có thể nhìn trên màn hình để mình điều chỉnh này, thấy chưa? Rồi thế bây giờ nè, nó có bùm chát 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 bùm, đây là tốc độ 44, nhịp 44. Thế mình thay đổi cái beat đó được không, thì ta mới giữ cái này, giữ cái nút metronome nha. Rồi ta nhấn cộng hoặc trừ, đây nè, nó hiện lên là 44 này. Muốn 34 được không? Đây 2 3 2 3 1, 2 3, thấy chưa? Rồi nó có 2 4, rồi có gì đó khá là nhiều thể loại ha. Ok, đó là cái tính năng của metronome. Còn split là phân chia, split là phân chia thôi, cái này cũng khá là nói khá là nhiều lần rồi. Rồi muốn chỉnh lên tông hoặc xuống tông thì mình nhấn á vào function. Function thì giữ hai cái phím này nha. Rồi nó hiện lên F01, mình chuyển lên F05 cho Hoàng. 1, rồi thứ 2, 3, 4, 5. Đấy, rồi. Tiếp theo là mình phải nhấn cái nút Start. Rồi, bây giờ Hoàng đánh nút đầu nha. Hoàng cộng lên nè. Có lên tông chưa? Đó, các bạn hiểu cách dùng của cái Transpose chưa? Rồi ha. Rồi Hoàng thoát cái tính năng đó ra. Tiếp theo, rồi bây giờ Hoàng sẽ đàn cho các bạn nghe. Trong cái bộ tiếng piano này nó sẽ có 11 tiếng. Và Hoàng nhấn vào đây là tiếng số 1 đầu tiên. Và Hoàng thử luôn nè. Đó, các bạn hiểu chưa? Nó có 11 tiếng tất cả. Bây giờ Hoàng quay về tiếng số 1, Hoàng sẽ đàn thử cho các bạn nghe một bài nha. Rồi bắt đầu. Thank you.
cũng cơm đó các bạn. Rồi Hoàng thử thêm một cái tiếng nữa để minh họa cho cái phần tiếng thôi. Rồi tiếng mà còn cần cái tiếng mà nó sắc sảo tí, tiếng nó thép thép tí này. Piano này nó có cái tiếng lăm lanh nha các bạn nha, nó có cái phần lót sau đó ấm ấm lên đã không. Cái này đánh lên cao cũng ra đó. Rồi thử ca tiếng khác coi. Tiếng này là kết hợp với tiếng string. Thử tiếng khác coi. Cái này là lót khác à. Tiếng phép ha. Số 7. Nè lót bằng cái tiếng người là tiếng tiếng hát của giống như ca đoàn á. Rất là hay ha. Rồi ở đây nó có 11 tiếng nữa là hết tiếng Anh này. Rồi khi cần thêm những tiếng khác thì tất cả nó đang nằm ở phần AD này các bạn. AD này là có 305 tiếng, cực kỳ nhiều các bạn ha, cực kỳ nhiều là nó nằm ở trong này, cái data nó nằm trong này hết, quá chừng luôn rồi. Là có tiếng trống luôn, có nguyên bộ trống luôn. Trong này cũng có những tiếng piano khác nữa. Đây là một clip review sơ cho một cái đàn nhỏ gọn của hãng Roland. Giá đàn đã qua sử dụng khoảng 18 triệu. Rất là phù hợp túi tiền này, phù hợp cho những cái nhà mà cần một cái đàn nhỏ gọn nhưng mà nó vẫn bảo đảm là nó đủ hay. Phím đàn nó thể hiện được cái cảm xúc của mình thì phím của Roland là hàng đầu rồi. Phím Roland hàng đầu rồi. Và tiếng của Roland cũng hàng đầu rồi các bạn. Thậm chí Hoàng cũng có thử luôn. Khi mà mình chỉnh cái volume nhỏ xuống. Khi đây nè, chĩa vô đây, chĩa vô đây. Các bạn để ý cái màn hình nha. Đó. Bây giờ là maximum của nó là 100. Thì là to lắm á. Nhìn cái đàn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà kêu to lắm nha bạn. Rồi vậy thì khi mình giảm nhỏ xuống thì làm sao nè. Bây giờ giảm nhỏ xuống. Vẫn nghe nha các bạn, bởi vì khi mà thu thì có thể nó không nghe, nhưng mà khi mình muốn tập nhỏ, tập 10 thôi, không ảnh hưởng tới ai hết. Không ảnh hưởng tới ai, cái đó rất là quan trọng cho cái đàn piano điện. Piano điện là để cho mình, nó có một cái tính năng hay lắm, đó là
khi mình không muốn ảnh hưởng tới tai thì mình cho nó nhỏ lại, hoặc là mình cắm headphone. Nhưng mà bây giờ nhỏ mà mình vẫn nghe rõ thì không cần cắm headphone nữa, đúng không các bạn? Đó, có nhiều cái đàn á, nếu không có xịn đi, hoặc dùng từ không có xịn, không có xịn thì khi nhỏ là nghe không rõ, là nghe không có rõ. Ok, rồi quay trở lại thì Hoàng vẫn nói à, cây này nhỏ gọn phù hợp cho những ai cần nhỏ gọn, à, và vẫn bảo đảm chất lượng âm thanh phím đàn rất là tốt ha các bạn ha. Rồi xin cảm ơn các bạn, hẹn lại các bạn ở các clip sau.